Hello, hello, chào tất cả anh em nha. Thì mình là LTL đây, đẹp trai mã số 03 đến từ Bắc Giang. Ok, cảm ơn tất cả đã quay trở lại với kênh RGFF LTL của mình nha anh em ơi. Thì anh em thấy chưa? Thì hiện tại là LTL đang mặc một cái bộ đồ cực kỳ quen thuộc nha. Anh em nhìn phát là anh em biết ai rồi đúng không? Anh em biết ai thì anh em comment bên dưới nha. Thì không để anh em chờ lâu ấy, thì đây chính là anh Abu nha anh em ơi. Thì hôm nay mình quyết định là hóa thân thành anh Abu nha và tiêu diệt hết tất cả con zombie nha ở chế độ là lạn dịch zombie nha anh em ơi. Thì chế độ này nó cũng không còn xa lạ gì với anh em đúng không? Bởi vì nó đã ra mắt 1 năm trước đây rồi anh em ạ. Và mình cũng đã ra rất là nhiều clip rồi, nhưng mà hôm nay mình quay lại cái chế độ này, một phần là để quay clip cho anh em đấy, để review lại cái chế độ cũ, hai là mình nghe được một cái thông tin cực kỳ sốc anh em ạ. Đó chính là thông tin dò dỉ nha anh em ơi. Thì mấy thằng bạn của mình nó bảo là ấy, nếu mà khi anh em top 1 ở cái chế độ này, có nghĩa anh em phải tiêu diệt hết tất cả con người rồi anh em ạ. Đấy thì anh em sẽ nhận được một khẩu skin level 7 nhá. Hình như là M1887 nâng cấp hay nào ấy. Thì bây giờ mình sẽ vào, mình sẽ review và mình sẽ test luôn cho anh em xem nhá, để xem có phải như vậy hay không nha anh em ơi. Ok, thì mình đã vào thành công trận đấu nhá. Đấy, mình đã cộng một cái kỹ năng rồi anh em ơi. Mình cũng chả nhớ cộng cái kỹ năng gì anh em ạ, bởi nhanh quá anh em ơi. Đấy thì trước hết là anh em có thể giúp mình một nút like được không? Đấy, dạo này rất là nhiều anh đang xem chùa nhá. Đấy, anh em mà xem chùa thì mình rất là buồn anh em ạ, nên là anh em bấm like giúp mình nhá. Ok, okay thì hiện tại là mình đang ở trên máy bay nha anh em ơi. Thì hôm nay mình nghĩ là mình hóa thân thành anh Abu anh em ạ, nên là mình sẽ bắn gọi ra đạn vào đầu luôn. Nhưng mà đầu gối anh em ơi. Ok, nói chung không linh tinh như thuyền nữa. Thì hôm nay mình sẽ cố gắng là lấy top 1 cho anh em xem nhá. Rồi mình sẽ cộng cái kỹ năng gì đây nhỉ? Ok, kỹ năng quấy đấy anh em ơi. Đấy, mình cũng chả biết là kỹ năng gì, mình cộng bừa anh em ạ. Quan trọng nó vẫn là cái đẳng cấp đúng không anh em ơi. Đấy, mấy cái kỹ năng đây chỉ là phụ thôi. Ok, bây giờ mình sẽ nhảy xuống nhà L luôn nhá. Rồi, cái khẩu súng đầu tiên là mình nhìn thấy nó chính là khẩu pha mát anh em ạ. Rồi không biết là liệu mình bắn cái khẩu pha mát này nó có vào đầu hay không. Nhưng mà mấy phát đầu tiên là mình bắn nó đã vào người rồi anh em ạ. Có vẻ là khởi đầu là không suôn sẻ lắm anh em ơi. Ok, và đây là mấy con zombie tụ bụng to anh em ơi. Đấy, mấy con zombie này nó rất là khó chịu anh em ạ. Một khi mà nó đến gần anh em ấy thì nó chả làm gì anh em ơi, nó chỉ cần cái bụng của nó lổ thôi. Đấy, anh em đủ chết rồi anh em ạ. Đấy, ui ơi. Cái con này nó gọi là trâu, như kiểu như là con bò đấy anh em ạ. Đấy, bắn ma nó không chết đâu anh em, mình thấy chưa? Đấy, mình bắn hết cả băng đạn rồi nó không xi nhê gì luôn anh em ạ. Ui rồi. Đây còn một đống máu này. À, mình sẽ đổi ra cái khẩu M60 này nhá. Rồi xong rồi, không đổi được luôn anh em ạ. Ma nó cứ vứt xít tay kìa anh em ơi. Đấy, mấy con zombie mà nó ném nhắm kia nó cực kỳ khó chịu anh em ạ. Đấy, cứ sơ hở cái nào nó ném xít anh em ơi. Anh em mà không chạy nhanh thì anh em xác định luôn đấy. Ok, mình sẽ chạy đây nhá. Rồi, như mình nghe tiếng chân anh em ạ, như ở đây có người hay nào ấy. À, đúng rồi, anh em thấy chưa? Mình nghe tiếng chân rất là gần luôn. Không biết là người nó ở đâu nhỉ, từ để mình nút cái khẩu sbat này đã. À, nó bắn ở bên này anh em ơi, anh em thấy chưa? Đấy, anh em nhìn trên bản đồ kìa. Đó, cái một cái mũi tên màu đỏ kìa. Chào em. Ơ, anh đứng ở đâu ấy nhỉ? Chiều. Mình do mình nghe tiếng bắn mà. À, như thằng danh quan này nó ở trên nhà anh em ơi. Đúng rồi, mình thấy mấy con zombie nó chạy đến đấy rồi. Đó, nó còn chơi cả bom kìa. Nó tẩn cả bom zombie kìa anh em ơi. Ok, mình sẽ nhặt khẩu MP5, mình nên khô máu với cái đứa trên đấy nha. Không biết nó là con trai con gái đấy anh em ơi. Trai gái thì mình cũng không thương tiếc luôn nhá. Bởi vì hôm nay mục đích của mình là phải lấy top 1 anh em ạ. Để xem liệu có nhận được skin. À, kiểu gì nó nhảy xuống, mình biết ngay mà. Con danh quan lại đứng lại. À, mày chạy vòng ở đây đúng không? Mày chạy đi đâu con sâu này? Rồi, bây giờ mình sẽ đuổi cùng giết tận nó luôn nhá. Mày solo, ui, chết rồi, hết đạn rồi. Đổi súng nữa anh em ơi. Ma tí gì lủng anh em ạ, nó bắn vào đầu mình nhá anh em ơi. Lét luôn cả cái mũi anh em ạ. Ok, đổi sang khẩu AK cho nó mạnh nhanh anh em ơi. Rồi, và mình sẽ lên trên cổng trời nhá. Ui, sao nắm zombie thế nhỉ? Ok, thì nói chung là hôm nay mình hóa thân này anh Abu thì mình phải tiêu diệt cả zombie anh em ạ. Đấy, cả người nó zombie nhá. Không thì anh em lại bảo là thằng này chỉ bắn người thôi, không bắn zombie. Ok, thì mình sẽ bắn zombie nhá. Đấy, bắn zombie thì nó sẽ cộng được rất là nhiều đồ anh em ạ. Đấy, mình sẽ nhặt thêm đồ nhá. Ví dụ như giáp 4. Ui, trên kia có một thằng nhá anh em ơi. Chết rồi, bình tĩnh nha bạn. Bây giờ mình sẽ lút một ít đồ mình nên mình xử lý nó luôn nhá. Ui, Groza này. Ngon luôn. Ui, mình nhắm mày nhắm xịt nào đúng không? Bình tĩnh nào anh ơi. Ok. Ui, nó đã đẩy anh em. Hay là thằng khác nhỉ? Hình như là thằng khác anh em ạ. Ok, bình tĩnh nha. Chạy. Ui ơi, đau, bật keo rồi anh ạ. Mẹ mà bắn mình lủm cái đít thôi anh em ạ. Ok, bây giờ mình sẽ quần máu nhá. Nào, mày chạy đây, mày công ai? À, mày công tao đúng không? Mình giỏi, mình nhe cái đầu mày ra đây. Để anh xin cái đầu luôn. Ok, bình tĩnh nhá. Bây giờ mình phải kết hợp tiêu diệt cả người nhá. Ơ mà anh em để ý là cái quả keo của mình sao lại có hai quả nhỉ? Ý ảo thật đấy anh em ạ. Rõ là mình tắt cái chế độ mà kiểu như là đặt keo tự động rồi mà anh em ơi. Mà sao nó vẫn có hai quả keo thì anh em nhìn nhỉ? Ảo thật sự luôn. Ok, nói chung là bây giờ mình sẽ tiếp tục đi săn người nhá. Rồi bên này như có một thằng đang bắn zombie anh em ạ. Bây giờ mình sẽ bắn nén nha anh em ơi. À, mình sẽ chơi chiến thuật bắn nén nhá. Ê, ở cái chế độ là anh em phải chơi cái chiến thuật này anh em ạ. Đấy, anh em cứ di chuyển cho mình nhá. Anh em mà kỹ năng không tốt thì anh em đừng nên bắn zombie nhá. Bởi vì sau khi anh em bắn zombie ấy, thì vị trí của anh em sẽ lộ trên bản đồ nhá. Và địch mà nó thấy anh em ấy thì chắc chắn là anh em xác định rồi anh em ạ. Bởi vì anh em không để ý được đâu. Đấy, anh em cứ bắn zombie mà zombie nó gây sát thương cho anh em nên anh em sẽ không biết được đâu nhá. Rồi, như đây có một người nào nhỉ? Mình thấy một cái người vừa bắn ở đây anh em ạ, nhưng mà không biết đâu rồi anh em ạ. Mình ra nơi mất tiêu rồi. À, đây. Ui, con bé này anh em ạ. Ui, mày chạy lên hoàn đá làm gì đây? Ok, ra để anh xin cái mạng nào. Rồi, chuẩn bị kill thứ tư anh em ạ.
Nào đứng lại, đứng lại nào, chạy đâu, chạy đi đâu em ơi. Sỏi ơi, rất tiếc là anh có người yêu rồi thì không thì anh cũng không giết em đâu. Ok, hòm thính này mới rơi nha em ạ. Bây giờ mình sẽ mình nhặt nó nhanh em ơi. Rồi được giáp 4 rồi anh em ơi. Quá ngon rồi. Ui, sao một đống zombie đâu chui ra nhỉ anh em ơi? Hình như mấy con zombie chui từ dưới đất đúng anh em ơi. Ok, giết luôn anh em ạ. Cầm Groza giảm thanh giết luôn anh em ơi. Đấy, à, mình vừa nhặt được cái khẩu giảm thanh, bắn nó tự tin lên hẳn anh em ạ. Bởi vì địch nó sẽ không biết là vị trí của mình ở đâu. Nhưng mà bắn cái khẩu này nó hơi nâu anh em ơi. Bây giờ mình sẽ lên nhà, mình sẽ cầm khẩu Mac 7 này, à nhầm Mac 10 này anh em ạ. Mình dí cho nó nhanh nhá. Chứ bắn cái Groza này thì bao giờ mấy con zombie nó đã chết nhỉ? À, có quả mìn anh em ơi, có quả mìn. Tí nữa mình sẽ đặt nhá. Đặt mìn để xem có thằng nào dám vào hay không nhá. Ok, mày này, úi dồi ôi, đồng thế nhỉ. Tất là đông zombie đó anh em ạ, cái chế độ này bắn cực kì vui luôn. Đấy, ok, mày lên hết đây, bầu hết vào đây. Úi dồi, thằng này còn ném xít từ dưới nhà lên nhỉ anh em ơi. Ảo thật đấy anh em ạ. Ok, bây giờ mình sẽ đặt quả mìn nhá. Úi từ từ để mình giết nốt cái thằng này anh em ạ. Đấy, thằng này nó chuyên ném xít anh em ơi. Ok, úi tay ba này ngon luôn. Rồi còn cái gì không? Hết rồi anh em ơi. Ok, bây giờ mình sẽ ra đây mình đặt quả mìn ở đoạn này nhanh em ơi, để tí xem có ai lên công nhà dẫm vào hay không nhá. 5 minutes later. Rồi, có quả thính anh em ơi, lại có quả thính nữa anh em ạ. Ok, ra nhặt luôn. Trời ơi, mình vừa ra nhặt thính nhưng một đống zombie nó ra cho mình nó bơ anh em ạ. Ui ơi, cái gì đấy, bình tĩnh. Mày quá anh em ơi, mình cộng cái kỹ năng CR7 anh em ạ, không thì chết rồi. Rồi, bây giờ mình sẽ lên nhà luôn. Ui ơi, sao đông thế. À, có quả mìn của mình kia anh em ơi. Bây giờ mình sẽ ngồi đây mình quần máu nhá. Rồi. À, sao có thằng vừa chạy lên nhà nó dẫm mìn anh em ơi. 64 máu nhỉ? Ok, bây giờ mình sẽ quấn máu xong mình công lên luôn nhanh em ơi. Bởi vì mình nghĩ là thằng kia đang chủ quan anh em ạ. Nó nghĩ không qua trên nhà đâu. Rồi đâu ơi? Mày trốn ở đâu? À, đây, thằng danh con này mày chạy đâu? À, mày chạy thoát được tao. Mày đặt mìn rồi mày, tao chạy luôn. Trời ơi, thằng này đặt mìn nó nghĩ là giết được mình. Dù vào đấy mình dính mìn mình chả chết rồi anh em ạ. Bởi vì mình đang có giáp 4 mà anh em ơi. Rồi, chỉ còn 3 đứa nữa anh em ạ. Sắp top 1 rồi anh em ơi. Rồi, mình mong cái trận này top 1 để mình xem có nhận được skin level 7 không nhá. Rồi, skin M1887 anh em ạ. Rồi, ôi con bé kia, mày trốn đi đâu? Rồi, mày xác định rồi này. Chạy hộ tao cái. Ôi, sao mình bắn phóng lựu mù mắt đấy nhỉ anh em nhỉ? Rồi, chết chưa? Ôi, chết rồi, chết bo luôn rồi kìa anh em ơi. Rồi, chết bo luôn rồi anh em ạ. Má, còn một đường cuối cùng nó đang ở đâu? Thôi chết rồi, mình nghe tiếng chân hình như nó trên nhà anh em ạ. Ôi, xong mình rồi. Ok, mình có phóng lựu mà anh em ơi, mình không sợ đâu anh em ạ. Không sợ bố con thằng nào luôn. Rồi, mình trốn ở đâu? Mình nhe cái đầu mình ra đây. Ok, mình sắp top 1 rồi anh em ạ. Hôm nay đúng là chơi trận đầu tiên anh em ơi. Đây là cái trận đầu tiên luôn anh em ạ. Mình không phải quay lại luôn anh em ơi. Mà nó top 1 như này thì quá tuyệt vời luôn, còn gì nữa đúng không anh em ơi. Kìa mình thấy anh em ơi. Ở trên nhà, mày đứng im. 137 máu. À, một phát nữa là chết. Ôi giời. Mà phát đấy mình bắn sượt anh em ạ. Cay thế nhỉ. Rồi bây giờ mình không trúng luôn nhỉ anh em ơi. Thằng này nó chạy đâu anh em ạ. Từ bình tĩnh anh em ơi. Rồi bây giờ mình sẽ ra cầu thang rồi nhá. À, như mình nghĩ khả năng cao nó canh mình ở cầu thang anh em ạ. Rồi bây giờ mình sẽ vòng ở đây nhá. Đúng không nhỉ? Ok, mình sẽ nhặt cái khẩu này đi anh em ơi, Thompson đi. Ôi ơi, thằng nào dám xịt đây? À, kìa mình thấy rồi anh em ơi. Ôi ơi, bắn xịt luôn nhỉ? Thế là gì? Không có từ xịt đâu. Ok, top 1 này anh em ạ. Quá là easy luôn. Trời ơi. Ok, anh em thấy mình bắn hay không? Quá hay rồi đúng không anh em ơi? Rồi bây giờ mình sẽ ra xem có nhận được skin M1887 như thằng bạn mình nói không nhá. Rồi. Thế nào nhỉ? Nhận gì đấy? Ủa, sao nhận vàng như nào? Bịp mình à, trời ơi.